Hello, xin chào tất cả bạn. Chào mừng toàn thể tất cả bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Tâm đây. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả bạn cách làm một cái máy ấp trứng nhá. Máy ấp trứng mọi người có thể là ấp trứng gà này hoặc là ấp trứng chim tùy nhá. Thì đầu tiên là mọi người chuẩn bị cho mình một cái thùng nhá, thùng xốp này hay là thùng bìa cắt tông tùy nhá. Thì mình ấp ít thôi nên là mình làm cái thùng khá là bé thôi. Tiếp theo là mọi người chuẩn bị cho mình một cái bóng điện 25W nhá, phải là bóng sợi đốt nhá. Đấy. Một cái đuôi đèn này, một cái đuôi đèn này, một cái máy, cái bộ điều chỉnh nhiệt độ ấy, bộ đo nhiệt độ và điều chỉnh nhiệt độ nhá. Bây giờ là mình sẽ để bóng điện ở vị trí này nhá, thì mình sẽ đục lỗ ở đây này, mình sẽ để bóng điện từ ngang nhá. Một đứa bé thôi thì cái bóng điện nó sẽ ít nhá. Rồi thì mình đã nhét được cái bóng điện vào rồi nhá, cái đuôi đèn nhá. Thì bây giờ là mình sẽ đấu dây điện này. Thì ở trên cái máy này, một cái là có cái out này và in. Cái in này thì mọi người đấu vào cái dây cắm điện này, còn out này thì mọi người đấu vào bóng đèn nhá. Thì bây giờ mình sẽ đấu in trước nhá, đấu một đấu phần in trước. Thì mình để cái này xuống lại đây, phần phần in thì mọi người sẽ đấu vào dây điện của cái trong cắm bóng điện nhá. Thì mình sẽ đấu trước nhá. Đấu xong cái phần in của cái ổ cắm nhá, của cái cảm biến này, thì bây giờ phần ao này thì mọi người sẽ đấu vào bóng điện nhá. Để cố định cái bộ điều cảm biến nhiệt này thì bây giờ mình sẽ sử dụng keo 502 nhá. Bởi vì là mọi người không nên sử dụng keo nến, bởi vì keo nến nó sẽ nhiệt độ là nó sẽ bị chảy ra ấy, là mọi người sử dụng keo 502 nhá. Đấy, một vài giọt nhỏ thôi à, nó dính chắc liền luôn. Đấy, thì về phần nhiệt độ thì mọi người sẽ để cái cảm biến đôi nhiệt độ này ở gần cái quả trứng nhá. Thì khi mà đạt đến cái nhiệt độ nhất định nào đấy, ví dụ như là ấp trứng là tầm 37,5 đến 38 độ thì nó sẽ tự động nó tắt nhá. Đấy, mà mọi người không cần phải rút điện hay là gì cả. Thì mọi người sẽ để bên trong để vào cái chỗ gần quả trứng là được nhá. Bây giờ mình sẽ lắp ống điện để mình test xem là nó có hoạt động bình thường không đã nhá. Ok, bây giờ mình sẽ cắm điện này. Bật điện nhá. Đây, nó đã sáng cái đèn là được nhá. Thì tiếp theo là mọi người sẽ cài nhiệt độ để phù hợp với cái trứng mà mọi người ấp này. Mọi người sẽ ấn vào chữ set này, ở đây có chữ set này, mọi người ấn chữ set cho mình P0 P0, mọi người ấn vào chữ set tiếp. Thì đây là nhiệt độ thấp nhất mà nó có thể là để sáng đèn ấy, thì nhiệt độ thấp nhất nó cần là ấp trứng thì mình nghĩ là tầm 37 độ hoặc là 36,9 36,8 đây. Thì mai hoặc ngày kia mình sẽ mua những cái quả trứng gà rutin chẳng hạn về để mình ấp nhá. Đây mình sẽ cho 37 độ này, xong rồi ấn reset này, ấn tăng lên P1. P1 là nhiệt độ tối đa mà để nó tắt điện ấy, thì mọi người cho tầm 37,5 hoặc là 38 độ tùy nhá. Đấy, xong ấn reset, thế là nó sẽ gọi là gì, khi mà nó cảm biến đến cái nhiệt độ đấy thì nó sẽ tự động nó tắt và nó bật nhá. Đấy, và để ấp trứng nữa thì mọi người đặt cho mình một cái bát nước ở dưới cái đèn này và đặt trứng ở xung quanh chỗ này, xong cho cái dây cảm biến nhiệt độ ấy, đây này, dây cảm biến nhiệt độ này. Mọi người sẽ để cái đầu này gần quả trứng thì khi mà đạt đến nhiệt độ đấy thì là nó tự động tắt nhá. Đấy, nói chung là cái mà mọi người nên đục thêm những cái lỗ xung quanh đây nhá để cho nó lưu thông không khí ấy. Đấy, và nói chung là bây giờ mình đã hướng dẫn mọi người cách làm xong cái máy ấp trứng rồi, thì để video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ấp trứng gà rutin hoặc là trứng cút nhá. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.